hiểu rồi. Nó nghĩ là lên đường anh thấy lục như vậy. Dạ. Nhưng mà bù được cái là cái bụng bự. Em thích bụng bự. Dịch mà vẫn đi dữ nha. Dạ đi. Hồi đó đợt quen dịch. Quen dịch nè. Cưới cũng dịch. Con sanh ra cũng dịch luôn. Trời ơi, trước nó quán cà phê, quán cà phê nghỉ, nắp tiền nó thui à. Sao không đứng không đè đầu, không hôn em luôn. Thế sau em mới nói là tự nhiên giữa đường giữa xé, ôm hôn vậy thôi vô khách sạn đi, thôi vô khách sạn đi. Rồi bây giờ mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Dạ, con là tên là Linh, con là gốc ở Nha Trang. Con vô Bình Dương, con làm việc xong rồi gặp anh này, giờ về Sài Gòn ở luôn. Con năm nay 30 tuổi, công việc con là kinh doanh spa. Dạ, chú Thử với chị Hồng Vân. Em tên là Xuân Sơn, năm nay em 36 tuổi, nghề nghiệp là tài xế xe tải. Dạ, nhưng mà sao mà cái cơ duyên nào mà hai vợ chồng nàng thì ở Bình Dương, còn chàng thì ở thành phố Hồ Chí Minh rồi lại gặp nhau? Dạ, quen trên Facebook. Ngay lúc dịch luôn á, là nhóm dịch cũng quen anh, xong rồi lúc đó đang giận chia tay, xong rồi buồn buồn mới lên đó lướt á, xong rồi anh này, tự nhiên lướt lên anh này thấy anh này anh theo kiến thì cũng vui của mình là thích bụng bự cho nên là thấy anh bụng bự mà lùng lùng trục trục. Em tin lại mà đợt đó là đúng mà dịch á, là nhóm dịch là không có quán xá nào mở hết, xong là ra lúc đó hẹn á. Lần đầu tiên gặp cô ấy ở ngoài đời thì sao? Hồi đó kiểu như giờ em là kiểu như dạng mới thức tình á. Ngồi nói được vài câu rồi toàn mình nói không à. Tại em tính em nói đàn ông, em không nói nhiều. Nhưng mà lần đầu tiên gặp anh này ngoài đời thì cưng thấy thì sao? Em nói, ủa sao lùng vậy? Ủa sao lùng vậy? Kiểu mình cũng thích cái gu của Linh là lùng mà. Dạ, nhưng mà em tìm hiểu rồi. Em nghĩ là lên đời nó lùng như vậy. Dạ. Nhưng mà bù được cái là cái bụng bự. Em thích bụng bự. Rất nhiều phụ nữ thích bụng bự. Chị nói thiệt luôn á. Đúng rồi, sao muốn chị nó ngắm thôi. Trong rồi lần thứ hai đi ở dưới Bình Dương á. Còn dịch không? Con vẫn con luôn. À, dịch mà vẫn đi dữ nha. Dạ đi. Ở đó đợt quen dịch. Quen dịch nè, cưới cũng dịch, con sanh ra cũng dịch luôn. Bác Bình sao Dương nè? Sao nè? Là thứ nhì là đi xuống công viên ở chỗ Bạch Đằng, ở chỗ Bình Dương Thủ Dầu Một á. Xong rồi thấy buồn á, đứng ngay chỗ lan can nhìn ra bờ sông á. Mình chạy lại mình cũng chủ động, mình nắm tay đồ này nọ á. Là cái thấy dần cũng ngã vô rồi mình chịu luôn. Đó là lần thứ hai. Nắm tay xong rồi ngã cái đầu vô. Dạ đúng rồi. Dai. Mắt mới gì từ ngã vô dai vậy. Buồn á. Em là em cũng khóc trong lòng nhưng em không khóc ra nước mắt được. Linh vẫn chưa thoát được cái mối tình trước. Đúng rồi. Đến khi cưới này cũng không khóc được luôn. Trời ơi, rồi giờ thoát chưa? Thoát chưa? Dạ rồi, giờ thì thoát rồi. Bao lâu rồi? Dạ thoát thì mới có khi có em bé là thoát á. Quen có 4 tháng là em cưới, tại vì xa quá. Nhà em từ Sài Gòn mà lên kia, cái em nói đánh nhanh thắng nhanh cái kiểu này. Mệt mỏi đúng không? Mệt mỏi, ừ. Từ Bình Dương chạy lên Sài Gòn chơi xong ngược về Bình Dương, xong lại ngược về nhà mình. Nó đi 4 quận xa quá, kiểu này hao lắm. Rồi sao đó? 3 tháng mới cưới, 3 tháng mới cưới kìa. Có rủ đi, có rủ đi. Cái lần thứ tư á là bắt đầu bất mãn luôn. Hẹn em ra, xong rồi đi nhậu với mấy đối tác gì đó. Nhậu xong là nằm gục tại bàn luôn. Cổ hả? Nằm gục tại bàn luôn. Mà xong rồi chạy vô nhà xin ói. Kêu em tới em vô em kiếm đi. Cái chạy vô là thấy chèm bẹp luôn. Chèm bẹp luôn. Mà phải khiêng ra. Mà hồi đó bà bự lắm, mà không phải nhon gì đâu. Bà to quá đúng không? Không phải, bà to quá khiêng không nổi. Em bảo vệ nó mới chạy ra xách cái ghế cho ngồi lên. Khiêng ra tới taxi một cái là bỏ xuống cái là gãy cái ghế luôn. Bảo vệ kêu chết cha rồi, ngày mai em đền luôn cái ghế này nữa nè. Vô mình nghĩ mình kêu mình là sao mà mình quen vậy rồi không biết sao này rồi sao ta. Đúng rồi, cái mà nhậu gì mà nhậu ghê. Về nhà là nguyên đêm bỏ đó là em định bỏ đi về. Nhưng mà là ở trên tiệm của một mình thôi. Em phải gọi điện cho mẹ là chắc hôm nay không về được. Ở lại cho mẹ. Em ở lại tiệm với cô này đúng rồi. Ở lại tiệm sao nữa? Chứ là ngồi canh cổ ngủ thôi đúng không? Không phải canh cổ ói. Một đêm đó là ói mấy lần luôn. Rồi. Sao cái ói đó? Sao cái ói đó là mình thấy thương. Thương là tại vì lúc trước khi đó là cũng có kể là ba mẹ đã mất sớm. Bây giờ một mình nên làm là tự từ lúc làm công nhân cho tới lên rồi mở tiệm rồi làm là tự một mình cánh chim chứ không ai giúp cả. Rồi sao cái thương đó rồi sao nữa? Sao cái thương đó là em thấy thương mà vừa tội. Là em thích á, thích cái tính là tự lập. Nhà mỗi lần thứ năm á em mới thấy vậy á, cái mới dẫn về nhà. Được cái là vợ em á là nó không có ba mẹ, nhưng mà được cái lễ phép rồi là sao lạc đề hay sao á. Cái vụ mà cái vụ kia kìa tại chưa tới hả? Chưa tới rồi, bây giờ mình chưa tới giai đoạn đi. Lúc mà vô khách sạn á là cái lần á em vụ đi khách sạn á hả? Dạ. Ủa anh đâu có nói gì đâu. Chưa hỏi luôn á. Rồi bây giờ anh nói luôn đi. Được rồi đó. Lúc đó là kiểu anh chở với ăn cơm xong rồi đi vòng Sài Gòn chơi. Rồi anh chở vô chỗ cái khu đại học Thủ Đức á, mà lúc đó quán xé nghỉ hết rồi. Chở tới trước cái quán cà phê nghỉ, nắp tiền nó thui à. Xong không đứng không đè đầu, không hôn em luôn. Thế sau em mới nói là
tự nhiên giữa đường giữa xé ôm hôn vậy thôi vô khách sạn ơi, thôi vô khách sạn ơi. Ừ. Ừ. Xong rồi anh kêu vậy thì vô khách sạn tiếng rồi về, tại vì mẹ ở nhà không mình à. Ừ. Anh kêu vô một đêm thì vô không không thôi đi về chứ không đi vô một tiếng là lên nói gì luôn. Dạ. Dạ. Sao tâm đâu ra đó mà tự nhiên đi vô xong tiếng đi ra. Ừ. Anh kêu vô khách sạn nói chuyện thôi, tâm sự ôm thôi chứ không có làm gì hết á. Ừ. Là dạ. Anh nói dạ đúng ừ. Rồi lên đâu chịu không, em kêu là vô khách sạn. Ừ. Vô là phải làm đúng rồi bé tin là xong rồi ảnh nào anh quay qua anh ôm em. Ừ. Quay anh ôm em cũng để cho anh ôm, mày thấy ôm không làm gì hết vậy. Em nghĩ trời ông này chắc cũng có vấn đề trong này, nghĩ xem bé 6-7 tuổi rồi mà chưa có vợ mà vô nơi khách sạn nằm ôm gái không làm gì hết. Một hồi cái ngủ ngáy hoặc họ nằm xíu là ngáy. Ừ. Trời ơi, càng xong rồi nữa. Mà em thì em ngủ không có được. Ừ. Khoảng 2-3 giờ sáng á ngủ mất đi cái em nằm khều á, khều cái xong dậy dậy cũng là xíu xíu xong. Ừ. Rồi ngủ cái sáng về. Ừ. Sao gọn lẹ vậy, khuya đó 2-3 giờ mà cổ không khều của em á chắc là em ngủ tới sáng rồi thì chưa chắc có cái cuộc hôn nhân này. Dạ đúng, đúng rồi. Rồi trời ơi sao mà giờ còn có đàn ông vậy trời, thấy hiền. Ừ. Hiền lắm luôn. Ừ, hôn nhân cái chuyện kia đi chị. À, vô hôn nhân. Dạ. Là chắc chắn là cặp này phải nhiều thay đổi nè. Nhưng ảnh không có tật xấu gì đúng không? Dạ em thì em tật xấu vô kể luôn. Tật xấu của Sơn, Sơn ít thì kể sơ sơ coi. Dạ. Có cái gì mà em chưa vừa lòng không? Hay cầm ràm. Ví dụ có cái những cái chuyện cầm ràm coi. Dọn dẹp nhà là ba cầm ràm á. Ừ. Thứ hai nữa là em bệnh rồi không uống thuốc không uống ràm chứ. Ừ. Em mong muốn ảnh thay đổi gì? Dạ thì ảnh giữ nguyên cái phong độ thương em chiều em như hiện tại á. Không cần thay đổi luôn. Dạ không cần thay cho đổi nữa. Cầm ràm đúng rồi. Giờ tới Sơn. À giờ em thì có làm đâu là để đó, ở dơ nữa. Bừa bộn á. Bừa bộn. Ừ. Là cứ làm đâu là để đó là em dọn xong rồi đi vô xong đi ra là thắng vậy, vẫn thấy vậy luôn. Em cũng gọn gàng lắm nhưng mà cái tội ràm hoài em ghét em bày vậy đó, cho dọn vậy đó là chướng đó hả, rồi lòi thêm cái tật xấu nữa đó chướng. Tính em vậy á. Ừ. Càng nói em càng làm. Ừ. Cái nữa là vợ còn nhậu không? Còn nhậu, không nhậu thì thôi, nhậu rồi vô là phải nằm tại bàn luôn mới chịu về, là phải chèm bẹp đó, phải chèm bẹp luôn á. Thì tật xấu nữa là hay kiểu như là nóng tính á, mà mỗi lần mà nóng tính là hay có con á, hay quýnh vô con. Ô, hay trốn lên con hả? Cái đó là mình không có được ha. Đúng rồi. Không có được. Cái này là mình anh không nên. Dạ. Tội nghiệp bé lắm con. Có nhiều cái lắm nhưng mà mấy cái đó là em thấy là nên sửa lại. Tức là em mong muốn thay đổi một lượt ba cái đó luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Thì cũng bốn cái ha. Dạ đúng rồi. Em hồi giờ em là người làm ra lỗi nhưng mà em không bao giờ em xin lỗi hết á. Bây giờ là em sửa nhiều rồi, vậy chồng em rõ ràng em có lỗi rồi là ổng nhẹ nhàng lắm, thậm chí mà họ cặp tin nhắn em nói chuyện với còn người đàn ông khác mà cũng rất là nhẹ nhàng luôn. Cái nên gì là còn nhắn cho người khác nữa hả? Dạ. Ừ. Bắt mấy lần rồi. Bắt cái gì? Em đi Phú Quốc đi công tác xong rồi ra gặp anh đó làm bất động sản, anh chở em đi làm á, cái xong rồi say nắng luôn cho số điện thoại về nhắn tin đó, với lại em cũng hay thẻ thính lung tung đó. Xong rồi á về ổng cũng nhẹ nhàng lắm, ổng nói nhé tôi ngủ đêm tới sáng vậy cũng mẹ ơi có đi nhậu không, là thấy có biến rồi, vô mở vô lấy điện thoại vô toilet xong thấy ổng đang đọc tin nhắn của người đó. Thế xong rồi mình cũng ra mà tỏ ra mình chưa biết ổng có tin nhắn luôn đó, nhưng mà ra rồi vẫn tỏ vẻ mặt vui vẻ bình thường. Nhưng mà anh nói là sao? Dạ. Anh góp ý em về cái chuyện đó, anh góp ý kiểu như thế nào? Chồng em á hả? Ừ. Chồng em là anh ở nhà giữ con rồi thì cho em đi làm, em như vậy em có thấy được không? Cái thông tự nhiên mình thấy mình có lỗi. Ừ. Mình thấy tội, mình thấy mình có lỗi ngược lại với chồng mình. Ừ. Dạ. Đó, từ những cái đó cho nên là ảnh mới sửa được tính của em. Chứ ừ. Thay vì cái trường hợp đó mà ảnh đùng ảnh giận này kia là em bỏ đi luôn á. Ừ. Vậy là Sơn mong muốn vợ thay đổi 4 điều. Con có muốn thay đổi thêm cái vụ cái điều cái năm không? Đúng rồi, thay đổi luôn điều đó. Ok. Yeah. Và anh muốn hỏi vì lý do tại sao mà Sơn có thể kiềm chế được mọi thứ? Mình cảm thấy vợ em là cha mẹ thì mất sớm á, mình thấy thương thấy tội. Nhiều khi lúc mà mình nóng lên á, mình lại nghĩ lại là cũng không ai bảo ban, nên nhiều khi những cái đó là mình cho qua để cho nhà nó hạnh phúc. Nhiều khi em thấy tin nhắn nó em cũng bực. Mà cái chuyện đó là cái thời gian đó là lúc nào? Bây giờ còn không? Còn, luôn lâu lâu cũng còn. Nhưng mà dạo này là hạn chế bớt rồi. Có khi nào mình đi quá đà? Dạ không, không bây giờ hết á. Tức là mình chỉ trong tư tưởng dạ, thôi. Đúng rồi. Dạ. Có bao giờ em suy nghĩ đến một lúc nào đó vì chồng em sẽ không kiềm chế được nữa? Tại vì cái sức chịu đựng nó quá giới hạn á, thì nó sẽ dẫn đến những cái hệ lụy như thế nào? Dạ, tại vì lúc mà cưới về em có nói với chồng em á là dù em có làm sai gì anh cũng đừng bỏ em nha. Đó, anh cũng chịu rồi. Chịu là nhiều khi ngay lúc đó người ta chịu. Đúng thôi rồi. Thì sao? Dạ. Đúng không? Tại em biết là tính em vậy á. Ờ, chắc cái ca này khó à nha. Khó lắm. Em nhiều khi em cũng biết là chồng em buồn, em cũng tỏ ra thái độ mình có lỗi, hối lỗi này kia, cái chồng em nguôi hết giận à. Thế thì á,
đã bao nhiêu lần em bị cái cảm giác hối hận về cái điều mình đã làm rồi? Dạ, hai lần. Hai lần thôi đúng không? Ừ. Thì em nghĩ là sẽ có lần thứ ba không? Dạ, em không biết nữa. Bây giờ thì không có, mà sao này em biết? Tại sao lại không biết? Trong khi em đang được một người chồng quá tốt như thế này. Dạ. Chị thì chị nghĩ như vậy nè. Đã đến lúc mà Sơn phải hiểu rằng cô ấy đã đủ thời gian, đủ tuổi, đủ chững chạc để có thể gọi là không có được nuông chiều như là em đã từng. Em đừng nghĩ rằng khi em làm những điều đó là em sẽ mất cổ nha. Mà em phải làm những điều đó thì cổ mới thấy ra cái chân giá trị của em. Em đừng để cổ cảm nhận. Tại vì có nhiều người phụ nữ họ cảm nhận được điều đó, nhưng có những người phụ nữ cần phải thấy chồng mình hành động thì người ta mới cảm nhận. Có nghĩa là hiện giờ em không nhu nhược nữa, em không nhường nhịn nữa. À, em phải chứng minh cho cổ biết là cô là của tôi. Dạ, đúng không? Đúng rồi, chị. Đó. Còn á, về phía cưng á thì là như vậy. Khi em sống với người này em sẽ có một cái kết rất là viên mãn. Đúng không? Dạ. Nhưng bởi vì bạn này hiện giờ bạn mới có 30 tuổi thôi. Cái tuổi này là một cái tuổi mà cái người phụ nữ họ cần rất nhiều thứ. Họ đang hừng hực ở cái tuổi gọi là cái mà cái chín mùi của người phụ nữ đó em. Thành ra là có những cái em phải, chị không biết làm cách nào, nhưng mà thứ nhất là em phải làm sao để bạn yêu em. Thương không có đủ nha, bạn phải yêu em. Cái thứ hai nữa là em phải hiểu là cái căn nguyên là bạn thiếu cái gì ở em. Tức là em chưa có đáp ứng đầy đủ những cái gì cho bạn thì em phải khắc phục. Thì cái điều đó chỉ có hai người biết với nhau thôi, đúng không? Còn về yếu tố tinh thần, chị nói em là em phải khẳng định tôi không đồng ý em làm những cái chuyện như vậy. Tôi không tha thứ những cái chuyện như vậy. Đó, nha, không có cưng nữa, không có chiều nữa, không có bỏ qua những cái chuyện như vậy nữa. Anh chúc mừng Linh là bởi vì Linh có một người chồng quá tốt. Đó, thông cảm cái viên mãn của phụ nữ là có rồi đó. Mà tiếp lời với chị Vân, mong rằng dẹp cái vụ mà say nắng đi nha. Bởi vì em đang có được một cái chỗ dựa nó quá tốt như thế này. Rồi, xin cảm ơn hai bạn. Dạ. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ, xin chào cô Hồng Vân, chú Quốc Thuận và toàn thể khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Con tên là Phùng Thảo Nhi và 25 tuổi. Thì công việc hiện tại của con ở nhà chăm bé, tại vì con mới sinh em bé được 4 tháng. Wow, mới có 4 tháng thôi hả con? Mời bạn. Dạ, con chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận. Con tên là Nguyễn Quốc Sơn, năm nay con 25 tuổi. Và công việc của con là kinh doanh tự do. Bây giờ kể cho chú biết cơ duyên nào các con gặp nhau. Thật ra là cái cơ duyên mà hai đứa con gặp nhau á thì cũng nhờ một người bạn like hình của vợ con ở trên Facebook. Và con lướt new feed và con thấy được hình của vợ con. Thì bắt đầu là con mới thấy bảo là ủa sao học chung với trường của mình mà mình không biết cô này. Xong rồi bắt đầu con mới tìm hiểu. Năm đó là tụi con học lớp mấy? Dạ, tụi con học lớp 12. Nhưng mà là con có vào con kết bạn với cô này không? Và có trao, có thường xuyên nhắn tin cho Nhi không? Dạ, thì lúc ban đầu là con không có kết bạn liền, mà con vào con bảo like, bảo tim trước. Lúc đó là gần thi 12 nên ảnh có nhắn tin cho con là về cái vấn đề mà thi cử. Rồi sau đó hai đứa nói chuyện dần mới rủ con đi chơi. Là đi đâu? Đi ăn bò bía hay uống nước mía hay là uống trà sữa? Con không biết làm sao chứ cái ngày mà đầu tiên hai đứa con đi chơi nó xàm lắm. Nó xàm. Nhưng mà lúc đó là vẫn còn đang 12 đúng không? Vâng, dạ, lúc đó vẫn đang còn 12. Đợt đó là mẹ con đang kinh doanh bán đồ mà bên lĩnh vực xây dựng á. Đợt đó là mẹ con bắt con phụ lúc nào xong rồi bắt đầu là mới muốn đi làm gì làm. Làm mấy tới mấy giờ? Dạ, làm tới lúc đó là hẹn 7 giờ thì bắt đầu là chạy xuống với nhà bạn gái là nữa. Trễ rồi. Là trễ. Là trễ mất gần 2 tiếng. Trời ơi. Lần đầu tiên đó hả? Vâng, lần đầu tiên. Xong rồi bà này bà mới kêu là ủa sao tự nhiên cái ngày đầu tiên cho tôi chờ 2 tiếng. Bà đi, bà lết bộ từ nhà bà cho tới ngoài đường chính luôn. Mỗi lúc mà con đi xuống gần tới nơi á là còn là con đón bà giữa đường luôn. Có nghĩa là cố tình lết phải không con? Đi bộ. Không, mình chờ 2 tiếng thì mình phải lết cho ông chờ lại. Lần đầu tiên á mà hẹn mà cho trễ vậy cái con thấy sao? Dạ là thấy anh này không được, anh này không được. Rồi thấy thua rồi. Dạ đúng rồi. Nhưng mà sao, tại sao con lại phải cố ra gặp ảnh cho bằng được? Đúng ra là thôi, trễ quá thì đi về đi, khỏi gặp. Dạ không, thì con cũng cho ảnh chờ lại. Con có hẹn bạn con nữa. Xong rồi tới đó thì ảnh thấy bạn của con đông quá nên ảnh kêu con là lại chơi với bạn đi, ảnh ngồi chờ được. Xong rồi ngồi chơi tầm 2-3 tiếng gì đó, xong rồi ảnh đưa con về. Nói chung là một cái cuộc hẹn mà chất quốc á, dạ, xàm xí thiệt luôn á. Mãi về sau đây lúc mà hai vợ chồng quen nhau hơn một năm á, bắt đầu vợ con mới thú nhận là lúc ban đầu á
là cũng chỉ là vợ con quen con cũng chỉ là định chơi qua đường thôi. Quá. Xong rồi con cũng kêu, thì đợt đó anh cũng kiểu dạng cũng chơi qua đường với em thôi mà, nhưng mà ai ngờ đâu dính tới vợ. Hai đứa đều có một cái gọi là một cái ủ mưu là hái qua bẻ nhụy nhau thôi. Đúng đó chị ơi, chúng nó nhỏ mà sao chúng nó dễ sợ quá luôn á. Nhưng cuối cùng cũng đó, đi qua đường mình xong. Tính đâu có bằng trời tính. Sau cái lần mà trớt quớt đó đó thì cái lần thứ nhì á có suôn sẻ hơn hay là đi chơi có suôn sẻ hay là nó còn xàm hơn nữa? Cái cuộc thứ hai thì bắt đầu là kiểu rút kinh nghiệm hả cô, thì lúc đó mình sẽ hẹn dư thời gian hơn. Cái ngày hôm đó là cái ngày mà mình cảm giác như là con cảm giác như là mình đã tìm được cái người mà mình thật sự là muốn đi lâu dài rồi. Tại vì mới có lần thứ hai thôi mà con đã cảm giác vậy rồi luôn. Dạ, không? Cái lần thứ hai đó thì con có cảm nhận gì đặc biệt ở người này không? Dạ, giống như anh này không? Cảm tình với anh này. Dạ, tại vì con thấy anh cũng dễ thương. Vậy thì lần thứ bao nhiêu thì tụi con chính thức là yêu nhau, không còn cái kiểu mà ở chơi qua đường nữa mà nghĩ trong đầu là sẽ đến với nhau một cách nghiêm túc. Sau cái cuộc đi chơi nó về á, con mới hỏi lơi lơi là ví dụ như bây giờ á mà anh thích em quá thì em có đồng ý làm người yêu anh không? Con nhận lại là cái câu trả lời của cô ấy như thế nào? Dạ thì vợ con đòi suy nghĩ một đêm. Qua ngày hôm sau, bắt đầu qua ngày hôm sau là tới cái giờ hẹn á, là con dí. Rồi sao giờ chuẩn bị tới giờ hẹn rồi sao không trả lời đi? Mà hồi hộp đó, hồi hộp ngồi ở nhà lúc đó đang nằm trong phòng con rất là hồi hộp. Xong cái lúc mà bả đồng ý một cái á, kiểu dạng như tim đập thình 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 thịch, ngủ lưng trong người á. Đá gì đó. Đá. Sau đó là chạy qua nhà liền không? Dạ không, mất tầm cỡ 3 ngày sau con mới dám gặp mặt. Vậy đó hả? Dạ bị ngại. Ủa có kinh nghiệm yêu mấy năm mà sao tới cái ca này sao con nhát quá vậy? Dạ mấy tại vì thiệt. Thật ra là những cái ca trước là toàn bộ là cua con không à, cua con không à. Còn ca của vợ con là lần đầu tiên con cua. Đó mà yêu thiệt đúng không? Dạ, yêu mà thiệt. Đó bằng cả chân tình đó đúng không ta? Dạ. Bao lâu thì tụi con cưới? Dạ tụi con mới cưới cách đây 2 năm. À. Là 2019, là 4 năm sau khi quen. Dạ 4 năm là cũng dài đó chứ đâu có ngắn đâu. Nhưng mà vẫn là sớm, cưới sớm quá. Cái lý do mà tại sao mà tụi con cưới sớm như vậy? Dạ, lý do là tại vì mẹ con đi nước ngoài định cư. Đến năm con mà 18 tuổi, anh con là 22 tuổi. Thì lúc đó là mẹ con mới quyết định đi thêm một bước nữa. Sau gần 20 năm ở như vậy để nuôi tụi con. Anh con với là con biết mẹ con đi thêm bước nữa thì hai anh em rất là vui. Tại vì trong tâm trí của hai anh em là cũng suy nghĩ là để cho mẹ tìm được một cái phương trời hạnh phúc mới và để cho mẹ có thể là bù đắp được có những cái khoảng trống mà sau khi mười mấy năm mà mẹ đã không đúng có rồi, được hạnh phúc đó. Đúng rồi, mẹ hy sinh á. Dạ, mẹ hy sinh. Thì lúc đó là nói chung là mẹ con có tính là kiểu dạng như là trước khi mẹ đi á, mẹ hay lo chu toàn hết mọi việc. Và cũng anh con thì cũng cưới rồi, cái duyên của mình con giờ chưa cưới thì nếu mà mẹ con đi á cũng phải là 4-5 năm sau mẹ con mới có được thẻ xanh để mẹ con về. Thì lúc đó mà mới báo hai đứa là cưới. À, dạ, báo hai đứa là cưới đi. Là bây giờ mẹ vẫn đang cưới. Ở bên mẹ. Dạ ở đúng Mỹ. Rồi, hiện tại mẹ đang ở bên Mỹ. Là coi như bây giờ hai đứa rất là ổn cuộc sống đúng không? Mẹ không cần phải chu cấp cái gì đúng không? Dạ đúng rồi, mà nhiều khi con còn kêu mẹ thôi lâu lâu mẹ cứ gửi tiền về cho cháu. Thôi tao gửi tao cho cháu tao. Tao đâu có cho tụi mày đâu. Thì toàn bộ số tiền mà mẹ con cho là con nhét vào con heo riêng của bé cà chua hết. Hay quá. Rồi, bây giờ đến với cái phần rất là cái quan phần trọng. Mà nó vui nhất ở trong chương trình mày luôn cái phần. Quá. Thôi bây giờ nhường cho bạn Nhi nói trước. Đi. Dạ. Nãy giờ Nhi im quá. Bây giờ anh ấy có tật xấu gì không? Con đừng có nói với cô là con quên hết tật xấu của chồng sau khi sanh nha. Tật xấu của chồng con thì có rất là nhiều nhưng mà con chỉ kể vài ba tật xấu thôi. Xấu nhất là, xấu nhất đối với con là bản tính con là rất là sợ ở nhà một mình. Nên cái công việc của ảnh thì chủ yếu là ở nhà thôi. Nên con yêu cầu là từ sáng tới chiều muốn đi đâu thì đi. Nhưng mà tối đến là phải ở nhà với con. Nhưng mà ảnh rất là hay đi pizza vào buổi tối hơn cô. Ủa con ơi, con sợ buổi tối là con sợ ai? Dạ con sợ má, con sợ má. Sợ má. Dạ con. Ủa, trời ơi con nít mà. Rồi Sơn có sợ má không? Dạ thì ngày trước con cũng sợ lắm. Nhưng mà về sau vợ con dành hết phần sợ của con luôn rồi. Là giờ con hết sợ. Nhưng mà ảnh vẫn đi. Dạ. Vừa mới đi thôi con nghe tiếng kéo cửa xong là con chạy ra. Lúc đó là ảnh xuống thang máy rồi. Con chạy ra ngoài cửa con đứng đó con khóc. Là vừa mới bước xuống được cái bãi xe em thôi. Là nghe bà gọi điện bà khóc cái xong con hết dám đi nữa luôn. Là con đi lên lại. Đi lại thấy bà đứng ngay trước cửa phòng vậy. Bà đứng dưới bà mở banh cửa luôn. Mà con không con tại vì ngày trước vợ con không có bị cái tính sợ không kiểu dạng đâu vậy nha. Như cái tính này là mới hình thành gần đây thôi. Gần đây là lúc nào sau khi sanh? Dạ sau khi sanh. Nó bị thay tính đổi nết.
đúng rồi chắc dạ. chắn. Nhưng mà bây giờ thì ảnh còn đi ban đêm nữa không? Dạ, kể từ cái lần con khóc á là ảnh không đi nữa. Giờ là cũng muốn đi đâu phải đi buổi chiều. Ờ vậy là hay rồi. Dạ. Rồi còn như vậy cũng được rồi. Tới gì nữa nè? Ảnh rất là hay càm ràm con. Thì bình thường con giống như là uống ly nước xong rồi để quên dẹp đi, thì ảnh có thể nói một lần thôi là con ok con sẽ đi dẹp và lần sau con nhớ. Nhưng mà ảnh cứ càm ràm, ảnh cứ nói một cái chủ đề đó, ảnh nói hoài con tới khi nào con bực lên á, xong rồi hai đứa cãi lộn với nhau vì cái chuyện đó thôi. Cái tính của con nó tỉ mỉ á, cho nên là con cái gì làm thì mình dẹp gọn lại mọi thứ. Thì nó sẽ tạo được một cái căn nhà lúc nào nó cũng ngăn nắp á. Ừ. Còn cái tật gì nữa không nào? Rất là hay chê vợ mập luôn con chú. Chê vợ mập? Dạ, con mới sinh mới có 4 tháng à. Mà lúc con có bầu là con lên tận 25kg rồi. Bây giờ con còn có 55kg là con giảm được 20kg rồi. Nhưng mà chỉ có 4 tháng rồi mà anh suốt ngày anh chê con mập. Trời ơi, 4 tháng bây giờ con đi. Muốn vợ con ốm nhiều ký nữa? Đâu, tại vì con chia sẻ thiệt luôn với cô chú á. Là con sau khi đẻ xong như kiểu thấy tính đổi nết vậy. Nhà như có hai người con trai luôn. Thì, sao vậy? Dạ, thì đồ của con là vợ con lấy mặt luôn. Và trong cái lúc mà mỗi lần con đem đi giặt đồ á, là con phơi đồ không bao giờ thấy được đồ vợ con. Ủa sao tự nhiên có mình một ngày mình mặc có một bộ mà sao nó ra thành 2-3 bộ luôn. Thì là lấy đồ con mận luôn. Nhiều khi bạn bè con qua chơi mở cửa ra một cái, xong rồi bà này bà cột tóc đằng sau, cột tóc nó che cái tóc lại tưởng là con tưởng con mà. Chào Sơn. Chứ lúc đó là vợ con lượm thuộm từ nhà đến ra ngoài đường luôn. Cho nên là con mới nhiều khi mặc áo con đi ra ngoài đường luôn. Là mặc bộ đồ đi ra đi mua đồ này nọ. Dạ đúng rồi, bận đồ quần áo, bận luôn quần áo đó luôn. Cho nên là con đi ra ngoài con kêu bà trời, tự nhiên cái vợ đi bận đồ của anh đi ra ngoài đường là sao? Tại sao ở nhà em muốn làm gì cũng được, nhưng mà đi ra ngoài ít nhất thì mình cũng dạng là may mình gặp người quen thì sao nó cũng kỳ. Thì lại coi bảo là anh không có chăm sóc em rồi nọ để em tàn tạ sau khi sinh. Thì con là muốn vợ con lúc nào cũng kiểu dạng như là không cần nhất thiết là phải trong mắt con hay như thế nào đó, muốn làm gì cũng được, nhưng mà đi ra ngoài có những cái mối quan hệ mà mình nhất thiết là mình phải nhìn chỉnh chu, phải chỉnh chu, phải đúng đẹp rồi. Đúng không? Tại vì mình có sắc mà tại sao mình không biết tôn cái sắc của mình lên? Đó là những cái điều mà mong muốn của hầu hết những ông chồng á. Thực sự có nhiều người không có nói ra nhưng mà hầu hết tất cả ông chồng đều mong muốn vợ mình đẹp. Bây giờ tới phần con đó, vợ con có những cái tật xấu nào? Đó là một tật rồi đó. Rồi cái gì nữa? Dạ hay quên. Hay quên. Phải chấp nhận thôi, năm nữa. Dạ không. Trước khi đẻ luôn mà vợ con đã quên rồi. Có nghĩa là nó nổi một cái tính mà hậu đậu thực sự luôn. Quên trước và sau sinh. Đúng rồi, quên. Hả? Có nghĩa là quên trước cả sau sinh, có nghĩa là sau khi sinh rồi thì mới quên nặng hơn. Nhưng mà trước khi sinh là cũng có quên rồi. Có lần mà vợ con đi làm á, bà chạy xe làm sao cái bà chạy đi đến giữa đường rồi bắt đầu là bà mới nhớ là bà quên cái giỏ đồ mà để đi làm ở nhà. Xong bắt đầu bà mới gọi điện cho con, kêu anh ơi anh để giúp em chạy đưa cái giỏ đồ lên chỗ làm cho em được hay không. Lúc đó là công việc của con cũng nhiều, nhưng mà thôi cũng bực thiệt á, tại vì cái tính kiểu dạng quên nó ngay cả việc vấn đề mà đồ đi làm của mình mà còn quên nữa. Xong rồi thì quên tới vấn đề là điện thoại nè, rồi quên tiền nè, rồi quên nói chung là mọi thứ trên đời. Cái lúc đó là xung quanh bà là bà có thể quên luôn, nhiều khi quên cả con. Con mong muốn vợ con thay đổi điều gì nhất? Không, thì thật ra thì con nói những cái tật xấu của vợ con như vậy thôi, nhưng mà vợ con như vậy, tại vì nếu mà như vậy thì mình mới còn là được những cái thăng trầm trong cuộc sống. Thì con muốn vợ con vẫn như vậy, không thay đổi gì hết. Rồi con thì sao? Con mong muốn chồng mình thay đổi điều gì? Dạ, thì thông qua chương trình con muốn chồng con thay đổi đó là dành thời gian cho con gái của con nhiều hơn. Tại vì ảnh làm từ sáng tới chiều á con, nhưng mà ảnh làm ở nhà thì ảnh ra ngoài trước hoặc là vô phòng làm việc ảnh làm thôi. Còn tối á thì ảnh cũng nhiều khi có bạn qua nhà thì ảnh cũng ra trước phòng khách ảnh chơi với bạn. Tới khuya thì con gái của con nó ngủ rồi nên nhiều khi hai ba con không có tương tác với nhau nhiều. Với lại con bé nó rất là mến ba của nó luôn. Tại vì mỗi lần mà ảnh mở cửa vô thôi là nhìn nó thôi là nó cười. Nhiều khi mà hai ba con nằm cái xong ảnh xem phim hay là xem điện thoại, cái nó nhìn lên ba nó cười, nó tự cười luôn cô. Nên dạ con rất là muốn chồng con dành nhiều thời gian cho con. Cô thì cô nghĩ vậy nè, thực ra con yên tâm là con gái á, đến lúc mà bắt đầu nó bập bà bập bẻ là lúc đó chồng con sẽ, con không cần ước luôn á, là sẽ rất là mê. Tại vì đàn ông trai thứ nhất là cái công việc của chồng con có thể bây giờ còn nhiều quá, mà em bé thì nó đang giờ trong trạng thái thụ động mà nó có 4 tháng thôi, nó chưa có chủ động được những cái điều mà nó mong muốn, con hiểu không? Thì thành ra là chắc là chồng con có cái suy nghĩ là thôi vậy tranh thủ thời gian từ
ở đây được thời gian lúc nào làm việc lúc đó để mà kiếm tiền lo cho hai mẹ con, dạ, đúng không? Nhưng mà đến lúc mà bắt đầu nó bập bẹ, nó biết nói, nó chập chạp chập chững, nó đi cũng... rồi lúc đó con chịu không nổi nó, dạ, đâu. Lúc đó thì chỉ có ôm con à. Là chỉ có quấn quýt thôi, con yên tâm điều đó đi. Đó. Rồi xin cảm ơn hai con đã đến với Trình và Hồng Son. Dạ, 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 rồi, dạ, hy vọng là hai con sẽ mãi mãi hạnh phúc như thế này. Dạ, dạ. Xin mời hai vợ chồng giới thiệu về mình nha. Con tên là Trần Hữu Đức, năm nay con 33 tuổi. Hiện tại thì con đang làm trong lĩnh vực setup phòng gym. Con sinh ra và hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. À vậy hả? Rồi mời các. Con xin tự giới thiệu, con tên là Nguyễn Thu Hương ạ. Năm nay con 28 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Công việc hiện tại của con đang là kinh doanh online ạ. Bây giờ quay ngược thời gian lại là cái thời gian mà hai con lần đầu tiên mà gặp nhau đó, và để ý nhau và ấn tượng gì về nhau, các con còn nhớ không? Lần đầu tiên gặp chồng con ở sân bay ạ. Lần đó là con ra Hà Nội có việc, thì là anh ấy hẹn đón con ở sân bay. Lần đầu tiên gặp thì thấy là anh ấy rất là hiền. Sao là lúc đó là tụi con đã quen nhau rồi, rồi được con hẹn anh ra đón con à hay sao? Dạ, tụi con chỉ nói chuyện với nhau qua Facebook thôi ạ. Đó, cho nên là phải gọi chính xác là quen nhau trên Facebook. Facebook. Nhưng mà chú hỏi nè, quen nhau trên Facebook mà là trò chuyện bằng tin nhắn hay là có thấy mặt nhau ở trên Facebook chưa? Có thấy mặt nhau qua ảnh ạ. Có gọi video call cho nhau không? Không ạ. Không luôn. Có nhắn tin nhưng mà anh ý nói chuyện nhạt nhẽo lắm, nghe cũng không phải là của con. Rồi con nói cái cảm giác đầu tiên khi gặp ảnh coi. Con thấy anh ý rất là hiền. Trông hiền và ít nói lắm ạ. Đấy là chỉ có vậy thôi ạ. Không thấy là đẹp trai, không thấy là dáng người rất là nhon các thứ này kia. Không có một cái cảm giác gì khác ngoài vấn đề là hiền thôi. Dạ chỉ thấy thế thôi ạ. Nhưng mà nó nghe nè. Dạ. Con hồi đó là tại sao mà con lại kết bạn với cô gái này rồi trò chuyện với cổ? Thực ra là cái giai đoạn đấy thì là con đang độc thân. Thì là con lên Facebook thì mình thấy bạn nào xinh xắn thì mình add. Đợt đấy là con add rất là nhiều, add đoạt luôn. Đi. Vâng. Ngoài cô này ra thì mấy chục cô gái xinh đẹp là trò chuyện với con lúc đó. Thực ra lúc ấy add rất là nhiều nhưng mà để mà trò chuyện thì chắc là cũng không nhiều đâu. Cũng có vài cô thôi. Trong đó có vợ mình. Vâng, đúng chắc rồi. Vợ mình là xinh nhất đúng không? Đến bây giờ vợ con đã xinh nhất. Vậy thì cái cảm giác đầu tiên của con khi gặp vợ con ngoài đời như thế nào? Tức là khi mà mình thoáng nghe được cái tin đấy, tại vì thực ra là cũng chờ cơ hội đấy lâu lắm rồi, thì mình biết là mình không nên bỏ qua. Thì trước đấy thì con cũng chuẩn bị, ví dụ như là con đi mua hoa, tại vì cái ấn tượng của con khi mà gặp vợ con ấy, hoặc là khi mà xem trên Facebook, xem hình ảnh thì con thấy là vợ con rất là tươi, nhất là cái nụ cười con ấn tượng ngay từ đầu luôn. Thế là con có nhớ là con đi mua hoa hướng dương. Thì con liên tưởng đến cái nụ cười đấy, thì hôm đấy con mua hoa xong con lên con đón vợ con. Khi mà gặp trực tiếp, vâng. Lúc gặp thì sao? Lúc gặp thì sao? Lúc gặp thì thực sự là hơn là trên Facebook, tức là rất là tươi và lạnh lùng, tức là cái nụ cười nhìn, lạnh lùng mà nhìn cái nét rất là đẹp, mà đẹp cổ điển á. Nói chị em định nói luôn á. Đẹp cổ điển, đẹp rất là gọi là đồng hồ á. Nhìn ở ngoài còn đẹp hơn cả là trên Facebook luôn, nhưng mà chỉ có điều là nụ cười lạnh lùng quá. Tức là mình cảm tưởng là khi mà gặp người này mình bị bắt vía luôn, tức là cảm tưởng là giống như kiểu bị thôi miên ấy. Thế rồi thực sự là lúc mà con gặp chồng con, đồng ý chồng con đi đón con như vậy, là con đã có ý định là đây sẽ là cái người yêu của mình chưa? Dạ chưa ạ. Hay là có ý định gì khác? Không có ý định gì đâu ạ, chỉ là làm bạn thôi ạ. Nghĩ là mình ra Hà Nội mình cũng có ít bạn ấy ạ. Sau đó thì sao? Sau đó thì là ảnh tiếp cận con bằng cách nào? Ảnh con cua bạn này bằng cách nào? Hôm đấy thì sau khi mà đưa về nhà ngoài này thì con mới hẹn đi ăn. Tại vì trước đấy con cũng tìm kỹ ở trên Facebook ấy, những cái hình ảnh quá khứ xem là cái sở thích của vợ con như thế nào. Thì con thấy là thích ăn sushi. Thế con mới đưa vợ con đi ăn ngay cái tối hôm đấy, là cũng đi ăn đến một cái hàng sushi mà con cũng hay ăn, tức là cái này cũng là cùng sở thích. Đấy, thì đêm đó đi tới mấy giờ thì chở cô ấy về khách sạn? Vợ có nhớ nhỉ? Hôm đấy thì cũng đi đến tầm 10, 11 giờ thôi ạ. Cũng không có gì đặc biệt quá, không muộn quá mà. Đến khi nào thì con mới thấy bạn này quá đặc biệt và mình quyết chí là mình phải theo đuổi và coi như là nắm bắt cơ hội chứ, làm bạn trai của em? Thực ra là ngay trong hôm đấy luôn. Vậy thì là trong cái đêm đầu tiên mà đi ăn với bạn gái đó, với bạn này đó, thì con có tấn công luôn chưa? Thực ra là không phải là tấn công, mình như là một người bạn thôi, mình bắt đầu một cách rất là từ từ. Người bạn thôi à? Bắt đầu một cách rất từ từ. Ra cái này con cũng muốn chia sẻ là con cũng không có kinh nghiệm nhiều trong chuyện tình trường đâu. Thế nên là khi mà gặp một người bạn mà mình cũng có vẻ là bắt đầu có tình cảm ấy, hoặc là muốn bắt đầu, thì mình không biết là phải nói chuyện như thế nào, bắt đầu từ đâu. Thế là hôm đấy con mới ngồi con tâm sự, con kể chuyện về người yêu cũ của con. Tức là đêm đó luôn. Ngay hôm đấy, tức là ăn xong mình đi uống nước lên đưa lên Hồ Tây.
Đấy, thì nói chuyện với nhau. Tự nhiên kể chuyện người yêu cũ. Tại vì mình không biết kể một cái gì khác, tại chẳng lẽ hai người lại ngồi im. Thì ngại quá thì con em mới kể về cái câu chuyện người yêu cũ. Mà cho đến bây giờ con thấy như thế là sai lầm. Nói nghe nè, lúc mà con nghe tự nhiên một cái ông mới quen ở ngoài, đúng không? Rồi giờ mới ra Hà Nội, mới đi chơi xong tự nhiên kể một câu chuyện về người yêu cũ. Con thấy thì sao? Thực ra thì là con cũng hỏi, nhưng không ngờ là anh ấy lại kể nhiều như vậy ạ. Tức là cũng hỏi anh ấy, thì nghĩ là anh ấy kể một hai câu chuyện thôi. Thì mình cũng đưa chuyện theo như vậy, nhưng không ngờ là anh ấy lại kể tiếp. Thế là nguyên tối hôm đấy là anh ấy chỉ kể về cô người yêu cũ thôi ạ. Con khó chịu không? Con không ạ, bởi vì con không có tình cảm gì với anh ấy. Thế bình thường ạ. Chưa hề có. Dạ. Thế bao lâu thì con có tình cảm với chồng con? Chắc là phải sang ngày hôm sau. Ôi trời, lâu thế. Trời ơi. Hết hồn. Trời ơi, chán ngán luôn quá. Chán ngán mặt mày luôn. Ngày hôm sau á thì là khách sạn phòng con họ nói là cái phòng con đang ở là có người đặt trước rồi. Họ chuyển cho con lên cái phòng to hơn. Thì cái phòng đó là có hai căn, tức là hai gian ấy, thì nó rất là rộng mà con thì chưa bao giờ ở căn rộng như thế nên con cũng thấy sợ. Thì con có nhắn tin cho anh ấy là em ở như này thì em cảm thấy sợ. Anh ấy hôm đấy là World Cup nhờ chồng nhờ. Đúng rồi. Thì anh ấy bảo là thế thì để anh sang xem bóng đá ở đấy. Thế là tối hôm đấy hai vợ chồng cũng đi ăn. Sau đó là anh ấy về khách sạn chỗ con ấy ạ. Thì là cả đêm hôm đấy anh ấy nằm ở ngoài phòng khách thôi. Nhưng mà gần sáng con thấy là anh ấy cứ ho. Thì con mới bảo anh ấy là vào trong phòng nằm. Thực ra vào trong phòng nằm thì cũng có hai giường. Nhưng mà sau đấy thì chuyện gì đến thì cũng phải đến ạ. À vậy là nhờ World Cup. Rồi con có tranh thủ nói với mẹ và dắt người yêu về gặp mẹ không? Có, tại vì là mình cũng đầu tiên mình cũng chưa biết là bạn ấy vợ con ra ngoài này bao nhiêu ngày. Thì mình cũng phải tranh thủ trước đấy thì tức là trước khi mà ra đón ở sân bay ấy, thì con cũng đã nói với mẹ con là con có người yêu rồi. Tức là bên đấy chưa đồng ý nhưng mà mình xác định luôn, mình xác định luôn là cô này phải là người yêu mà nếu mà tốt thì là thành vợ chồng sau này. Chú hỏi thật nha. Giáo sức với mẹ rồi. Chú hỏi thật nha. Cái lúc mà cô ấy nói với con á, vâng, là ở khách sạn lớn quá em ở không quen và cô ấy gửi con lên trên ở khách sạn chung như vậy á, là trong đầu con đã có cái suy nghĩ gì đó nó xa hơn không? Thực ra là chia con có sẻ, tính trước không? Không biết là mọi người có tin không nhưng mà lúc ấy con chỉ nghĩ là thì đằng nào hôm đấy mình cũng xem đá banh thôi, xem bóng đá thôi. Thì mình lên mình xem bình thường không vấn đề gì cả. Không nhưng mà chị tin thiệt á, tại vì cái mùa này đúng là mùa World Cup nè. Cái mùa vừa rồi á, này là mùng 1 Tết đúng không? Vừa rồi đó chị. World Cup vừa rồi á, thực sự á là mọi người không có khái niệm ban ngày ban đêm luôn. Có nghĩa là ngay cả nhà chị cũng vậy nè. Đúng rồi, là... đúng rồi. Tại vì mấy trận hay toàn là đá khuya không đúng à. Rồi, đúng rồi, đúng không? Vâng. Rồi sau đó làm sao? Đâu, sau đó là có nói chuyện với mẹ về cô gái này rồi đúng có rồi. Dắt gặp mẹ hay không? Luôn ạ, dắt luôn. Là luôn trong ngày thứ ba luôn. Mẹ trong cái tuần đấy thực ra con không nhớ cụ thể là ngày thứ mấy. Mẹ gặp bạn này mẹ thấy sao? Chứ cô nếu mà cô là mẹ con là cô gặp bạn này cô kết liền luôn. Kết liền luôn á. Cô ơi, thực ra hoàn cảnh của con đã có một đứa con riêng ạ. Nhưng mà rồi sao rồi lúc đó là mẹ phản ứng như thế thì nào? Thì anh ấy cũng có về nói chuyện. Anh ấy nói là con cưới vợ nhé. Thì mẹ anh ấy nghĩ là anh ấy đùa. Nhưng sau đó thì anh ấy nói nghiêm túc lại thì mẹ anh ấy và nói với mẹ anh ấy về hoàn cảnh của con thì mẹ anh ấy nói là cứ dắt về đây. Thì lần đầu tiên con về thì nói chung là mẹ chồng con cũng không vui vẻ đâu ạ. Tức là bà có rất nhiều băn khoăn. Bà hỏi là thế còn liên lạc với chồng cũ không? Có con riêng như thế thì sợ là chồng cũ lại tìm đến. Thế con thì khi mà mẹ chồng con hỏi những câu như thế thì chạm đến cái tự ái của con thì con cũng rất là buồn và con chỉ muốn trực khóc thôi ạ. Thế nhưng mà mình cố kìm nén lại thì chồng con lúc đó cũng biết là con cũng sắp khóc ấy. Thì anh ấy vội vàng là nhanh chóng để đưa vợ về thì khi mà con đi ra ngoài, con đi đến ra ngoài thì con òa khóc luôn ạ. Vì là con không nghĩ là mẹ chồng con lại hỏi nhiều như thế và con rất là buồn. Nhưng mà lúc đó nhưng mà sau đó thì sao? Khi mà con đưa vợ con về rồi, con quay lại gặp mẹ đó thì là mẹ có hôm đấy thì con không về nhà. Hôm đấy con không về nhà. Con ở bên kia cạnh vợ bạn gái đúng không? Con cũng nghĩ thực ra là con cũng không suy nghĩ quá nhiều. Khi mà con đã nói về hoàn cảnh của vợ con trước khi mà con đưa vợ con về nhà thì con nói với mẹ như thế thì mình cũng đã nghĩ là dù là thế nào thì mình cũng sẽ ở bên vợ mình. Ở bên người yêu mình lúc đó. Thì hôm đấy thì con thấy là cô ấy thực sự là cần
cần một người, cần mình lúc đấy. Cần con. Và con cũng hiểu cho mẹ con là mẹ con cũng lo chứ. Tại vì là có một cậu con trai mà bây giờ rất là nhanh chóng như thế. Thì những cái câu hỏi mẹ con hỏi lúc đấy thì con cũng không trách gì mẹ con đâu, con cũng hiểu mà. Thì hôm đấy thì đưa về thì vợ con cũng giống như kiểu cảm xúc được đẩy lên quá thì cũng muốn đuổi con về. Nhưng mà con cố níu kéo cũng mất mấy tiếng đồng hồ đấy. Thì khi mà vợ con đã nguôi ngoai rồi thì bắt đầu là cả đêm hôm đấy ngồi nói chuyện và tâm sự nhiều hơn. Hôm đấy là cả hai vợ chồng không ngủ. Có nghĩa là bản thân con là con muốn bỏ cuộc luôn. Chia sẻ. Dạ đúng rồi ạ. Bởi vì con nghĩ là nếu mà mới khởi đầu mà đã gặp khó khăn như vậy, những gia đình anh ấy đã không thích mình rồi thì không thể tiến xa hơn được nữa. Con nghĩ là như vậy ạ. Nhưng mà sau đêm đó rồi thì là hai vợ chồng thoải mái hơn. Dạ. Vì là có như là cũng đã hiểu nhau. Dạ. và đồng cảm với nhau đúng không? Dạ. Nhưng mà chú hỏi nè, có nghĩa là trong cái buổi sáng ngày thứ ba đó, dạ, là con đã nói cho ảnh nghe biết là con là anh mẹ đến thăm. Anh ấy có Facebook của con ạ, và con cũng không giấu giếm. Biết hết luôn rồi. Dạ. Biết là con biết hết luôn từ trước luôn. Vâng. Bây giờ cô muốn hỏi con á, là con vượt qua cái rào cản của mẹ bằng cách nào? Đó. Thực ra là cũng không khó quá đâu, tại vì là gia đình con tôn trọng mọi cái ý kiến của con thôi. Con là con một. Con có một chị gái nữa. Ừ. Vâng. Thì chị cũng gặp và cho lời khuyên, nhưng mà khuyên theo hướng là không phải là đưa ra bắt mình lựa chọn như nào cả đâu, mà chỉ khuyên và cho mình tự lựa chọn. Đấy, và con vẫn kiên quyết từ đầu đến cuối thôi, từ đầu đến cuối nó không quá là suy nghĩ gì nhiều. Và con chấp nhận là dù mình lựa chọn như này và dù sau thế nào thì mình cũng sẽ vẫn như thế, cũng hạnh phúc với sự lựa chọn đó, đúng không? Rồi sau đó thì con thuyết phục được mẹ. Thuyết phục được ba mẹ con, bố mẹ con và chị gái con, mọi người đều ủng hộ rất là vui vẻ. Trong cái thời gian đầu á, thì bố con như thế nào? Thực ra bố mẹ con là quan tâm nhiều hơn. Mẹ còn bố? Nghe nói chuyện nhiều. Bố con thì không quá là gọi là tức là không quá là hỏi nhiều hay là chia sẻ gì nhiều đó. Tức là giống như theo con nghĩ là mẹ mày đồng ý thì bố cũng đồng ý. Đúng rồi. Rồi còn bên về phía gia đình con thì sao? Phía gia đình con thì bố con rất là ủng hộ ạ. Vì bố con đã gặp anh ấy một lần rồi. Gặp con, ở đâu? Gặp ở ngoài Hà Nội ạ. Khi mà anh ấy đưa con ra sân bay thì sau đó anh ấy về, thì trên đường về thì để trả xe thì có gặp bố con ạ. Thì bố con rất là ưng. Bố con bảo thằng này được đấy. Thế con mới trêu là thế con lấy anh ấy được không? Bố con bảo là được, thằng này tao thấy được. Mặc dù là anh ấy lúc đấy là cũng có xăm hình. Mặc áo ba lỗ và cũng có xăm hình. Mà bố con cũng tức là ưng luôn ạ. Thế còn mẹ? Mẹ con thì nhìn thì mẹ con bảo là cẩn thận đấy. Tao nhìn có vẻ sợ. Lúc đó có nhuộm tóc vàng gì không? Chắc có, và tức xăm là cái phong cách của con là nó thể thao và hơi bụi phủi. Con thích đi mô tô, tập gym. Và mình thích làm gì mình muốn á. Tức là trên ví dụ mình xăm hình này hay là mình nhuộm tóc các thứ. Tại bạn ấy là thiết kế phòng tập gym mà. Dạ. Đúng không? Dạ. Rồi cái lần quay trở lại Hà Nội lần thứ hai. Dạ. Thì là cái tình hình giữa mẹ của bạn ấy với con thì có cải thiện không? Chị chồng con là người đứng ở giữa để đả thông tư tưởng cho hai bên. Thì con không biết là chị chồng con nói với mẹ chồng con như thế nào, nhưng chị đã hẹn gặp riêng hai vợ chồng và phân tích là với Đức là khi mà lấy con thì con có con riêng thì sẽ gặp trở ngại như thế nào, và cũng phân tích cho con là anh Đức anh ấy có những tật xấu gì để cho hai vợ chồng có thể lường trước được. Và chị ấy cũng nói là thực ra mẹ chỉ là lo lắng như vậy thôi chứ không có ý xấu gì cả. Thì sau hôm đó thì vợ chồng con cũng hoàn toàn thoải mái, và lần thứ hai đến nhà anh ấy là lần để bàn chuyện cưới, đám cưới đấy. Nhưng mà mẹ thì có kêu về nhà không? Dạ có ạ. Hay là về nhà ở? Dạ, mẹ chồng con nói là về ở luôn đi, ở khách sạn làm gì cho tốn tiền. Dạ, tuyệt vời không? Nhưng mà bây giờ thì cái mối quan hệ của... Tức là cái thời điểm đó, đó là con có gặp được con của vợ không? Em bé lúc đó là bé trai bé gái mà được bé trai tuổi. Ạ, khoảng 4 tuổi ạ. Thế là lúc đó con có gặp được cháu không? Có, tức là con trong... đi ra mình hay là con đi với bé? Con ra một mình ạ. Còn bé thì ở đâu? À, con bay trong Sài Gòn ạ, với bà ngoại ạ. Rồi sao, rồi cái mối quan hệ của hai cha con sao? Tức là thời gian đầu gặp thì tức là cậu bé này cũng khá là đặc biệt, tức là cậu ấy rất là tự lập và có những cái suy nghĩ rất là người lớn. Thế nên là khi mà thấy có một cái chú lạ đến và tặng quà chẳng hạn thì cậu bé không nhận, không tức là từ chối.
và giống như kiểu tạo cho mình một cái rào cản ấy. Đấy thì con cũng hơi suy nghĩ, tức là mình hơi chạnh lòng một chút ấy. Khi mà mình mua quà thì như những đứa trẻ bình thường thì có thể là sẽ đón nhận và thích thú khi mà được nhận quà. Đấy thì lúc đầu con cũng hơi buồn một chút. Chắc mẹ nó vậy đó. Nhưng mà bao lâu thì là hai chú cháu trở nên cải thiện được thân đó chí? Con vào Sài Gòn cũng 1-2 tuần gì đó, cũng khá là dài. Thì sau khi mà có một hôm ấy, con buổi trưa con nằm ngủ ấy, thì con bị nắng quá, nhưng mà con ngủ không biết, khi con mở mắt ra con thấy là cậu bé đang đứng kéo rèm, nhưng mà tức cái rèm nó bị bay, thế là đứng chắn luôn ở cái rèm đấy để cho đỡ bị nắng. Thế lúc ấy mình thấy là bắt đầu là mọi chuyện nó tốt lên rồi, tình cảm hơn, tức là cái, thực sự là bây giờ con vẫn nhớ, cảm động lắm ạ. Chú nghe thấy cái điều đó chú cũng cảm mà nó bé xíu à, lúc bé xíu 4 tuổi ha. Vâng, một tay cầm bình sữa hút, một tay là đứng dựa vào để không cho cái rèm nó bay. Trời hay quá. Mà lúc ấy con ngủ chắc cũng gần tiếng đồng hồ ạ. Rồi thì bây giờ cái mối quan hệ của hai cha con như thế nào? Bây giờ thì là con trai là yêu ba nhiều hơn mẹ. Thân với ba hơn đúng không? Đúng rồi, ba chơi với con rất là nhiều đúng không? Thế thì bây giờ cái tình cảm giữa con với bố mẹ chồng thì như thế nào? Rất tốt luôn ạ. Tức là ông bà là chăm hai cháu, chăm luôn cả ba cháu. Và coi con dâu như là con gái luôn ạ. Tức là ông bà có món gì ngon là mang sang cho con, tức là trong tin nhắn Zalo là suốt ngày là Hương ơi, mẹ mới làm món này, con có ăn không, mẹ có mớ rau này ngon lắm, con có ăn không. Và khi mà ông bà mang sang là rau đã được nhặt rồi rửa sạch sẽ. Thế rồi ông bà đối với con của con á, dạ, như thế nào? Ông bà cũng rất là tốt và yêu thương cháu ạ. Thì có một lần như này, thằng cu nó có cái ba lô bị rách ấy. Thì bố mẹ chồng con nói là phải mua cho nó một cái mới đi, nhưng con nghĩ là nó mới chỉ hơi rách thôi. Thế là hôm sau ông bà đã mua một cái mới cho nó ngay lập tức. Thế cô hỏi nè, cái gọi là lần đầu tiên á mà nó gọi con bằng bố là lúc nào, sau bao thời gian bao lâu con tiếp cận với nó? Thực ra là cái thời điểm mà một cậu nhóc 4 tuổi ấy, thì cái đây thì chắc là để vợ con cũng chia sẻ luôn, để chồng nói trước. Lúc đấy là bé chưa phân biệt được là ba với bố. Tức là nghĩ là hai cái đấy là hai phạm trù khác nhau. Thế nên là hồi đầu thì ví dụ như con tặng quà thì bảo là bố con mua cho con rồi. Nhưng mà sau đấy thì tại vì con cưới vợ xong là con sinh sống ở trong Sài Gòn. Thì ở trong này lại gọi là ba. Ba. Đấy thì cậu bé đấy gọi con là ba một cách hết sức là tự nhiên và bình thường, tại vì nghĩ là ba không phải là bố. Đó. Nhưng mà ý chị Vân muốn hỏi là cái lần đầu tiên mà con được cháu nó gọi mình là ba đó. Lần đầu tiên nghe cái tiếng ba nó như thế nào? Cái cảm giác của con cảm như giác thế nào? Thích lắm ạ. Cũng khó tả. Hôm đấy thì mình cũng muốn nói chuyện nhiều hơn, để cứ thỉnh thoảng ví dụ như là mình đi đâu đấy hay là đang làm gì đấy mà gọi ba ơi hay là các thứ, cảm giác đấy thích lắm. Mà tức là bây giờ là cháu gọi con bằng ba chứ không gọi bằng bố. Đúng rồi. Bây giờ thì cả hai em cũng gọi là ba luôn. Bây giờ tức là tụi con mấy đứa rồi? Ba đứa rồi ạ. Ba đứa. Một thằng cu đó với hai đứa nhỏ. Hai em gái nữa. Hai em gái. Vâng. Wow. Vậy luôn á hả? Ủa bây giờ là hai vợ chồng đang sống ở đâu? Hiện tại đang sống ở Hà Nội. Nhưng mà trước đây là sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Vâng ạ, đúng rồi. Từ đúng lúc không? Cưới cho đến cái thời điểm mà trước khi có dịch Covid là hai vợ chồng và gia đình là sống ở Sài Gòn. Lúc đó là có được mấy bé rồi? Lúc đấy là có thêm một bé gái nữa. Vào năm 2020. Rồi xong sau đó tại dịch quá cho nên mới về Hà Nội. Đúng rồi, được dịch căng thẳng nhất ở Sài Gòn nhá. Rồi bây giờ ở ngoài luôn. Dạ. Đúng rồi. Rồi bây giờ vô đây. Ở ngoài luôn hả con? Dạ. Chuyện. Rồi bây giờ vô đây rồi có mang theo ba đứa con vô ghi hình không? Dạ mang hai đứa út ạ. Anh lớn thì phải đi học, thế nên là anh lớn vâng là ở ngoài đó với ông vâng, bà với ông bà nội ông bà nội vâng. Tức là tụi con ở chung với ông bà nội hả? Dạ không ạ, tụi con ở riêng. Ở riêng nhưng mà đúng phải rồi. Tới gửi ông bà nội. Dạ, đúng không ạ. Còn hai đứa nhỏ vô đây thì đi quay, vậy là gửi ông bà ngoại. Dạ vui đúng quá. Tại hai bé là bám mẹ lắm, không thể rời một hôm nữa. Đúng rồi. Hai bà nữ mà vâng. Coi như có nghĩa là con cũng về rồi, có nghĩa là thằng trai thì thân với ba, còn hai đứa gái thân với mẹ là quê rồi. Xong rồi. Không có đứa nào chạnh lòng hết, đúng không? Rồi như vậy là khi mà con quay trở lại lần thứ hai ra Hà Nội thì đến bao lâu thì các con mới đám cưới? Lần đó là tính chuyện đám cưới luôn, thì sau khi xem ngày thì là vào tháng 11 ạ. Cỡ 3 con tháng. Mới đám cưới ạ. 3 tháng. Coi như từ lúc quen nhau, từ lúc gặp nhau cho nên lúc cưới thì chắc dọn dẹn có 4 tháng rồi đúng không? Đúng rồi. Thì mới tình này nó lâu dài đó. Lâu dài quá, quá trời đi lâu. Nó chưa tới 6 tháng. Đó, nó quá trời lâu. Nó chứ rồi hai đứa lấy nhau thì trong cuộc sống đầu tiên lúc mà về ở với nhau mọi thứ nó thuận lợi không? Hay là bắt đầu lúc đó là vì thời gian nó gấp nó nhanh á, thành ra lúc đó là bắt đầu cá tính mới bộc lộ ra, ví dụ như là anh này còn hiền nữa không? Hay là hết hiền rồi? Đó. Dạ,
Con vào cái chủ đề đó luôn đi con, cô thấy vui á. Đầu năm đó mình khui cái chuyện nó vui lắm. Dạ, thực ra sau khi cưới nhau thì hai vợ chồng sống rất hạnh phúc ạ. Bởi vì là con nghĩ là những như những đôi khác là phải có thời gian tìm hiểu vài năm. Nhưng mà vợ chồng con thì lấy về mới tìm hiểu. Vẫn yêu thương nhau, lúc nào cũng đi đâu cũng nắm tay nhau. Và đi ngủ lúc nào cũng phải ôm nhau ngủ. Rất là tình cảm. Cũng không có chuyện gì cô tin. Bởi vì mấy ba đứa liên tiếp đó. Vui vẻ lắm. Hai đứa liên tiếp. Là lúc đó là ở trong đây đúng không? Đúng rồi. Rồi coi như là đến bao lâu thì có đứa đầu tiên? Sau đấy, tức là cái giai đoạn đấy là cái năm đấy cưới xong là bắt đầu vợ có tin vui luôn. Có luôn đó. Thôi em hỏi cái đó làm gì nữa, bị lạc đề rồi. Bây giờ tiếp tục đi. Tới cái phần thật xấu đó đúng không? Đúng rồi đó. Có nghĩa là bây giờ biết là hạnh phúc rồi. Nhưng mà sẽ lòi ra một số cái mà mình bị bất ngờ. Ví dụ như nãy cô hỏi đó, mới đầu là ảnh rất là hiền đúng không? Thì sau khi lấy nhau về ảnh vẫn còn hiền vậy không? Hay có những cái tật gì nó lòi ra đó. Dạ, vẫn hiền ạ. Vẫn rất là hiền. Bây giờ vẫn hiền. Luôn hiền và yêu thương vợ. Bây giờ chú không tin là người đàn ông này không có một cái tật gì. Thực ra có tật xấu nhưng mà nó nhỏ lắm ạ. Thì bây giờ con cứ kể. Như là chậm chạp. Làm cái việc gì cũng chậm chạp. Ví dụ đi, những cái chuyện gì mà nó cụ thể. Chuẩn bị là ra khỏi nhà thì con làm được 10 việc thì anh ấy chỉ làm xong được 1-2 việc thôi ạ. Cái đó là bị ngược đó nha. Thường là cái đó rơi vào mấy bà vợ đó. Mấy bà vợ bị chậm mà hay chậm, hay bị chồng còm len lắm. Ủa con làm gì mà chậm quá vậy? Thực ra là từ bé là hay là trong quá trình mà con tiếp xúc với nhiều người ấy, thì họ nói con là điềm đạm. Thế là con cứ từ từ cái tính như thế thôi. Điềm đạm chứ con sau đấy thì vợ con nói con chậm chạp thì con mới bắt đầu là có một cái suy nghĩ về cái điềm đạm của mình đúng không? Một cái điềm đạm với cả chậm chạp nó giống nhau hay không? Mà bây giờ con đã tăng được cái tốc độ lên. Cũng có cải thiện đấy ạ. Có không con? Tại vì vợ con luôn luôn là đốc thúc, mà cứ vợ con vừa làm 1, 2, 3, 4 việc thì lại vừa quay sang để giúp, nhắc nhở con. Đúng rồi. Nhưng mà có bao giờ la con không? Có chứ ạ, nhiều. hay mắng hàng ngày. Rồi chậm chạp nè. Đó. Tiếp nữa. Có gì nè? Không biết nấu ăn ạ. Không biết nấu ăn? Dạ, đúng rồi ạ. Một việc cơ bản như là cắm cơm mạnh không biết nấu đâu ạ. Cắm cơm nồi cơm điện cũng không biết làm. Dạ, đúng rồi ạ. Sao con không dạy? Cái đó nó dễ lắm mà. Dạy thì anh ấy cứ nói là anh không biết làm. Thôi vợ làm đi, anh không biết làm đâu. Rồi chăm hai đứa con gái thì là ai chăm? Chăm hai đứa thì là chủ yếu là con ạ, bởi vì con ở nhà nhiều. Anh ấy phải đi làm đến khoảng 5-6 giờ tối mới về ạ. Như vậy là trốn việc nhà nha, chứ không phải là không biết làm đâu. Biết đó nhưng mà trốn việc, cho nên mới nói là thôi vợ làm đi anh không làm. Không phải, chắc nhiều khi sợ làm nó hư đúng không? Tức là đấy, cái suy nghĩ của con là như vậy. Với cả một phần là vì là có chị gái, thế nên là từ hồi xưa thì mẹ thường là cho chị làm hết. Vừa là mẹ làm vừa là chị làm, thành ra là con không có gì để làm. Và trước khi mà hai vợ chồng đến với nhau, chị cũng có gặp và nói cái vấn đề đấy rồi. Và vợ chấp nhận rồi đúng không? Chấp nhận rồi giờ không than. Con ỷ y cái điều đó cho nên là thôi kệ, cứ nương theo vậy luôn á. Trốn việc đó con. Trốn việc. Không biết ăn chậm chạp. Trốn việc. Ở nhà có lau nhà, quét dọn nhà cửa không? Có ạ, có lau nhà thì con thể giao việc đấy ạ. Gỡ lại. Đúng chưa? Đó, bởi vì bây giờ là không có chăm con gái cho nên con gái là chỉ có theo mẹ thôi là đúng rồi. Đúng không? Rồi còn tật xấu gì nữa không? Thực ra chỉ có thế thôi ạ. Hồi nãy có nói là cái gì đó, ảnh tự nhận ảnh là sai lầm khi kể cho con nghe cái ngày đầu tiên mà gặp nhau mà nói về người yêu cũ á. Dạ. Sai lầm đó là cái gì? Thì là anh ấy kể nhiều quá nên là thỉnh thoảng con hay lôi ra để con nhắc lại. Như vậy là tật xấu là cô này. Ồ. Đúng không con? Đúng không? Nếu vậy thì con chín luôn đi con, chín luôn cái vụ đó đi con. Làm sao nè? Tức là chắc là cũng vợ con là nhớ rất dai những cái chuyện cũ như thế. Tức là từ rất lâu rồi cũng có dịp là lại lôi ra để nói để chết rồi. Làm cho cái tâm lý của chồng bị bất ổn. Hay nói những cái chuyện cũ. Cái một chuyện cũ chứ mày nhẫn nữa. Đúng không? Cái chuyện mà người yêu cũ đó mà lại nhớ từng ly từng tí, những cái tiểu tiết. Mà hôm ấy anh ấy lỡ đà anh kể nhiều quá. Đúng rồi. Hay hỏi chuyện để kể. Ngồi uống nước với nhau mà mấy tiếng đồng hồ thế mà kể không còn một cái gì. Bây giờ là nhớ không quên một chi tiết. Đúng rồi, ghi bộ nhớ hết. Rồi như vậy là cái tật đó. Có thể con quên rồi nhưng mà vợ con này vẫn nhớ dai. Tật đó là sao ta? Nhai đi nhai lại. Gọi là mình sẽ đưa vào một cái gọi là nhai đi nhai lại chuyện cũ. Đúng không? Thù dai. Đúng rồi. Đó. Nếu mà thù dai vậy thì có khi nào là thấy coi trong danh bạ điện thoại thấy ai mà có tên trùng với tên người yêu cũ là xóa không? Có luôn. Có hồi chứ. Mới cưới nhau hồi đấy thực ra là nhận yêu nhau rồi thì bắt đầu vào Facebook của con những ai tên như thế xóa hết. Không, phải xóa không, chứ tại vì mình đâu có biết cái người đó là ai đúng không con? Hãy cứ tên mà vậy là phải có cái sự nghi ngờ là liên lạc với bồ cũ, delete liền. Diệt cỏ diệt tận gốc. Chứ sao? Trời. Có đó cô đồng quan điểm với con. Bây giờ còn không? Bây giờ ấy ạ.
Bây giờ thì nếu mà ai như thế thì cũng phá, với cả con cũng biết rồi, thì con cũng hạn chế không tiếp xúc với những ai tên như thế nữa. Rồi những cái gì liên quan đến người yêu cũ là cô kêu dẹp hết luôn. Thí dụ chứ sao? Thực ra là ví dụ như là nếu mà mình đi chơi những địa điểm nào thì hạn chế là không đi qua đấy, không đưa vợ đến, không đến những cái điểm mà mình đã từng đi qua với cô ấy, đúng không? Delete luôn. Hay là ngay cái cả món đồ nó liên quan cao đó. Điểm đấy, món đồ ấy, tức ý con là hồi đấy là con rất thích mô tô, những cái xe nó giống như là một cái mà mình yêu thích, mình rất là yêu quý nó. Thì khi mà bắt đầu yêu nhau là ngay lập tức vợ con đăng bài bán luôn. Rồi cô đồng quan điểm luôn. Bán luôn. Đồng quan điểm luôn. Vì là người yêu cũ đã ngồi trên yên rồi. Đúng rồi, những cái hình ảnh nó gợi nhớ khó chịu lắm. Tôi không muốn ngồi lên cái yên của người yêu cũ. Chính xác, xác. Cô đồng ý quan điểm như vậy là không phải tật xấu mà tật đúng em ơi. Rồi, rồi bây giờ có tật xấu nào nữa không? Tật xấu à? Chỉ có một cái tật xấu là nhắc lại cái chuyện cũ. Thù dai, thù dai thôi. Thế là không nhẫn. Có một cái nữa là cũng rất là lớn đấy. Cái gì? Là tính cách vợ con hơi cảm xúc, tức là nhiều khi thay đổi như thời tiết. Và ví dụ như là đang bực một cái gì đấy thì ai đang đứng xung quanh gần là có thể là giống như giận cá chém thớt. Ôi trời ơi. Đấy. Thì giận cá chém thớt có khi nào mà giận con mà la mấy đứa nhỏ không? Thường xuyên. Thế nên là cái đấy là tật xấu. Nhỏ dính. Cái đấy là tật xấu. Hoặc là giận một ai đấy chẳng hạn, hoặc là vì một yếu tố nào đấy đang không vui chẳng hạn. Ví dụ như là vợ con đang không vui, con không biết con đi làm về là chào vợ rồi con ra con hôn vợ con chẳng hạn là con chàng dính. Máu con bị dính té tát. Như thế tự nhiên bị giang miệng. Hồi đầu thì con không quen nhưng bây giờ thì con quen rồi. Bây giờ mong muốn vợ thay đổi điều gì đây? Thì tức là hơi tiết chế lại cảm xúc một chút, và nhận với con thì không quan trọng đâu, với các con ấy, mấy đứa nhỏ thì nhiều khi muốn là mẹ ơi con được điểm 10 chẳng hạn, ra chỗ khác các thứ lại mắng nó thì ảnh hưởng đến tâm lý. Cục hứng. Đúng rồi. Nhưng mà anh không nghĩ là em cái cơn giận dữ của em lên nó như thế nào, tại vì anh nhìn cái ngoại hình của em á, anh thấy em rất là thùy mị và rất là sao hiền. Đang từ chú mà chuyển qua anh vậy? Từ chú á, chú thấy con rất là hiền thục dịu dàng, thì những lúc mà tới cơn của vợ con á thì nó như thế nào? Nói chung là khủng khiếp lắm. Trời. Vậy luôn á hả? Tức là cái cảm giác đấy là làm cho con thấy là cái lần đầu gặp ở sân bay là đúng, tức là con bị áp vía luôn. Và ví dụ như bây giờ chẳng hạn thì là nhiều khi con bảo là nhá, mấy đứa mẹ đang tức là đang bực đấy, đang không vui đấy, cẩn thận giữ đó. Khoảng cách nhá. Tốt nhất là vào phòng đi học bài đi. Rồi là bây giờ thì có đeo đi xuống với ba đi mua đồ đấy, có đi cùng không đấy, để tránh để ví dụ khi nào mà thấy có tín hiệu vui là bắt đầu lại quây quần lại vào vui vẻ. Tức là bây giờ cái giác quan thứ 6 của con là bắt đầu phát triển hoạt động cực mạnh, đúng không? Cái cảm giác tốt hơn rồi. Rồi như vậy là con chỉ mong muốn vợ con á là điều tiết được cảm xúc của mình, đúng không? Đúng, nhất là với các cháu thiếu niên nhi đồng đang sống trong ngôi nhà của mình. Rồi cái chuyện mà nhớ dai kia có muốn bỏ luôn không? Thực ra thì cái đấy thì đến thời điểm này là cưới nhau cũng 5 năm rồi thì cũng tần suất xuất hiện cũng ít đi rồi. Thế nên là chắc là về sau này nữa thì vợ con sẽ quên thôi. Quên rồi. Thôi quên thôi chứ còn xóa, bà xóa hết dấu vết rồi, còn đâu để nhớ. Tên mà tuổi trên Facebook cũng không còn, xe mô tô cũng không còn, các địa điểm mà con đã từng đi qua là không được đặt chân tới thì làm sao mà nhớ được. Đợt đó là quyết định là vào Sài Gòn sống là cũng là vì thế, để tránh đụng mặt ngoài Hà Nội. Ví dụ như thế. Rồi còn bây giờ con mong muốn chồng con thay đổi điều gì? Con mong muốn là anh ấy biết nấu ăn ạ. Anh ấy sẽ học nấu ăn ạ. Chia sẻ với con đúng không? Đúng rồi ạ. Con chỉ mong như vậy thôi. Đợt này là con cũng đang cố gắng ấy. Tại vì là con tập gym, con có chế độ riêng. Thì trước thì vợ con phải nấu cho con, bây giờ con tự nấu cho con được rồi. Vậy được rồi. Vậy là ok rồi. Bắt đầu một tháng này con chia sẻ thật là như thế. Ok, giờ chị Một có điều gì muốn chia sẻ với hai vợ chồng không? Đó, sau đó là tới em có một món quà bí mật tặng cho hai vợ chồng. Vậy đó hả? Em cũng làm cho chị bất ngờ nhiều cái. Bây giờ quá chị đi. Một chị Một trước đi. Trời ơi. Chú Bin cũng là một kho tàng á, cần phải khám phá đó. Lâu lâu làm những cái điều mà mình cũng không ngờ được. Nhất là những cái lời chúc nha. Những cái lời chúc cho các cặp đôi á, thường là chú Bin mà chúc á là dính bầu, không biết tại sao vậy luôn. Hay là bây giờ những cái cặp hiếm muộn á. Thôi được rồi, tụi nó đủ rồi. Đấy, một đứa con trai đang. Thôi. Đứa cần đứa trai nữa không? Thôi tụi nó đủ rồi. Đủ rồi, đã có nếp có tẻ đầy đủ cả rồi, không cần nữa nha. Tại đầu năm em chúc cái lấy hơn. Thôi đừng. Đầu năm á, thực ra đầu năm mới này á, thì cô cũng không có cái gì mà cần phải là khuyên tụi con nhiều. Là bởi vì cô hiểu được là vợ con nhìn rất là, cô không biết cái cơn giận cỡ nào, nhưng mà nhìn con á, là cái người phụ nữ mà con đủ thông minh, đủ bản lĩnh để con có thể quán xuyến được cái gia đình nhỏ của mình. Tuy nhiên á, thì con lưu ý một chút đến cái mong muốn của chồng con. Đó là
tiết chế về cảm xúc một chút xíu. Dạ. À, đúng không? Để tránh cái chuyện là giống như là mình giận cá chém thớt, đúng không? Tại vì sau đây thì cái việc mà con mong muốn nhất là chồng con đã làm được phân nửa rồi. Dạ. Có nghĩa là đã biết tự nấu nướng cho bản thân rồi. Ừ. Sau đây sẽ là nấu nướng cho vợ và con mình ăn đó, nữa, đúng không? Đúng không? Cho nên là cô chỉ chúc tụi con á là hạnh phúc và hạnh phúc. Dạ. Và thật ra đó thì là ngày đầu năm thì chúng ta nên nói những gì nó yêu thương, những gì nó tốt đẹp, những gì tươi sáng để cho một năm cho nó vận với những điều mà chúng ta mong muốn. Vâng. Đó, thật sự là trước tiên là chú chúc mừng con. Dạ. Chúc mừng con đã tìm được một người chồng tuyệt vời, một người cha cho đứa con của mình cũng rất là hoàn hảo. Ha. Thì bên cạnh đó thì hôm nay chú cũng có một món quà đặc biệt là gửi tặng cho con. Chị đó chính là nha. Không phải. Đó chính là một lá thơ. Một lá thơ của ba chồng con viết cho con. Con có muốn biết không? Con có muốn nghe không? Con có ạ. Trời có chứ. À. Chị cũng muốn nghe nữa nè. Đây ha. Đây là những lời tâm sự của ba chồng của con gửi đến con nha. Trời ơi. Gửi đến dâu của ba đó. Đúng hả? Rồi. Chú tại vì chú là người miền Tây. Dạ. Ba con, bố con thì là người miền Bắc. Cho nên xin phép chú được đọc bằng cái giọng của miền Tây nha. Trời rồi. Dài nha con, dài nha. Rất là tình cảm nha. Ừ. Con Thu Hương thương yêu, con đã làm con của bố mẹ được 4 năm. Quãng thời gian ấy đủ để con cảm nhận được tình thương yêu mà các thành viên trong gia đình ta đã dành cho nhau. Bố mẹ thương các con, quý các cháu thế nào thì con cũng đã biết. Bố mẹ không phân biệt trai, gái, dâu, rể, mà coi dâu hiền là gái, rể hiền là trai. Như quan niệm của ông bà, bố mẹ cũng yêu quý các cháu như nhau, không phân biệt cháu nội hay cháu ngoại. Thời gian hai con chung sống với nhau mới chỉ bằng 1/10 cuộc đời hôn nhân của bố mẹ. Quãng đường phía trước của các con còn dài. Bố mẹ mong các con cứ duy trì tình yêu thương, tôn trọng nhau đến tận cuối đời. Bố đã đọc được một câu: nếu chúng ta muốn duy trì cuộc sống chung, nếu chúng ta muốn duy trì cuộc sống chung dài lâu, chúng ta phải học cách hy sinh và tha thứ. Bố muốn con hãy cùng mẹ xóa đi những quan niệm cũ về nàng dâu mẹ chồng. Hãy vừa tôn trọng mẹ, vừa coi mẹ là người bạn tâm giao, để con có thể chia sẻ những buồn vui. Tất nhiên, khoảng cách thế hệ đôi khi cũng gây ra những bất đồng nho nhỏ. Lúc đó con hãy cởi mở và lắng nghe, bởi vì người đi trước ít nhiều cũng có nhiều kinh nghiệm. Bố mẹ chúc các con sức khỏe, thành công, hạnh phúc trong cuộc sống. Nhân đây, con hãy chuyển lời cảm ơn và lời chúc tốt đẹp nhất của bố mẹ đến những người làm chương trình đã cho bố mẹ có cơ hội chia sẻ cùng con vào dịp đầu năm mới này. Trời ơi, bố tuyệt vời quá. Con có một cái lời gì với bố đi. Con nhìn vô cái máy này nè, con nói cho bố với mẹ nghe đi con. Bố mẹ ơi, con cũng không biết nói gì nữa. Con rất là cảm ơn bố mẹ đã bao dung và thông cảm cho hoàn cảnh của con, luôn yêu thương con như là con gái á. Con cũng rất là yêu thương bố và mẹ. Con cảm ơn bố mẹ đã luôn yêu thương con ạ. Con có muốn nói gì trai, với bố? Trai nói gì với bố? Chú đây còn rất là cảm xúc. Thực ra là bố con là người tình cảm. Con cũng tầm khi mà con cưới vợ ấy, thì mọi cái con thấy là bố mẹ con cũng làm và tức là cũng giúp hàn gắn, hay là dù trong hôn nhân vợ chồng như nào thì bố mẹ con luôn đứng ra để đưa lời khuyên và hàn gắn. Và trong quá trình bọn con về sống chung ấy, thì bố mẹ con hỗ trợ rất là nhiều, cũng đã giúp đỡ hai vợ chồng rất là nhiều. Con muốn cảm ơn bố mẹ. Rồi. Rồi, chú xin gửi cái lá thư này của bố con gửi cho con nha. Con cảm ơn chú ạ. Rồi, rồi xin chúc hai vợ chồng nha, sẽ trời luôn yêu thương nhau. Mình cũng liệm đi luôn á, mình liệm đi luôn á, bởi vì á em biết không, những người đàn ông á, mà đặc biệt nha, đàn ông miền Bắc á ngộ lắm, thực sự á. Con thấy không, mới đầu khi con đưa vợ về á thì con nghĩ là bố bàng quang, đúng không? Chỉ có mẹ là người gọi là cái là để ý đến từng chi tiết, nhưng mà thực sự không phải vậy đâu. Tức là ông đứng ở ngoài, ông quan sát mọi thứ, và ông sẽ là người đứng ra để mà giống như người ta nói trám trét tất cả những cái gì mà những cái lỗ giò
mà nó có, nếu có thì ông sẽ là người làm điều đó. Ừ. Tức là những người đàn ông miền Bắc nó ngộ lắm. Dạ. Có một cái đó. Tại vì bố chị cũng như vậy, thành ra chị rất là nghe cái bức thư này thì cô muốn khóc theo luôn á. Thương quá. Ừ. Thôi chúc mừng hai vợ chồng nghe.